Thưa quý vị và các bạn, việc lập quy hoạch cần có lộ trình, nhưng thiên tai thì không thể. Theo chỉ đạo của tỉnh, trước mùa mưa lũ, các địa phương tập trung ưu tiên sắp xếp dân cư ra khỏi vùng thiên tai nguy hiểm, đảm bảo an toàn về người, tài sản cho nhân dân. Vậy nhưng, như phóng sự vừa rồi có thể thấy, vì nhiều nguyên nhân khác nhau mà kế hoạch di dời các hộ dân đến nơi ở mới vẫn rất chậm. Tháng 9 năm ngoái, gia đình ông Chảo Tờ Siệu trong diện được bố trí di rời ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở. Do nguồn hỗ trợ của địa phương và trung ương còn thấp, nên ông Siệu phải vay mượn ngân hàng mới đủ kinh phí di chuyển. Chưa kịp vui mừng vì nơi ở an toàn, ông Siệu lại canh cánh nỗi lo với khoản vay gần 200 triệu đồng để dựng mới ngôi nhà. Ngày xuống đây dựng nhà xuống đây rồi. Mà dụng đề xuống đây, người ta bảo có lấy tiền để vay người ta lại không có tiền, chưa có gì đã nợ nó. Do địa hình hiểm trở, chia cắt, nên việc bố trí quỹ đất để sắp xếp di chuyển các hộ dân, nhất là ở các địa bàn vùng cao, rất khó khăn. Trong khi đó, các điểm bố trí dân cư ở xen ghép thường phân tán, rải rác. Việc đầu tư một khu tái định cư mới đòi hỏi nguồn lực đầu tư lớn, nhất là liên quan đến hạ tầng điện, nước, đảm bảo đời sống sản xuất cho nhân dân. Đường điện yếu này thì mình muốn sinh hoạt hàng ngày, mình muốn đầu tư máy móc để làm kinh tế thì nó không đủ. Mình muốn mua cái máy sắt về sắt gạo, lúc đang sắt thì nó điện yếu, tụi này không sắt được. Và tủ lạnh các thứ thì nó chạy không đều. Thực tế triển khai cho thấy tại nhiều địa phương do không còn sẵn quỹ đất để sắp xếp dân cư nên phải tiến hành rà soát, lập điều chỉnh quy hoạch. Các công đoạn này cần rất nhiều thời gian và nguồn lực. Trong khi đó, những vướng mắc bất cập khi triển khai dự án về hỗ trợ sắp xếp dân cư xen ghép theo nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia 1719 vẫn chưa được tháo gỡ. Công tác quy hoạch ấy, và kế hoạch sử dụng đất ấy, thì nó phải đảm bảo theo cái quy trình của luật quy định. Cho nên là đây là cái mà những công tác này chúng rất là mất thời gian để tạo quỹ đất sắp xếp dân cư xen ghép ấy là phải hỗ trợ thông qua địa bàn. Thì cái này thì nó cũng có một cái phần khó khăn cho địa phương, tức là không được cái tính chủ động. Để tháo gỡ những bất cập, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành tham mưu cân đối nguồn vốn của tỉnh và trung ương giao trình tỉnh xem xét, phê duyệt nhằm đảm bảo tiến độ thực hiện cho cả giai đoạn. Đặc biệt là có giải pháp tạo quỹ đất sắp xếp dân cư ở các thôn xã không chi phục vụ cho nhu cầu trước mắt mà cho cả giai đoạn tới, nhất là dự phòng, đảm bảo cho việc di dân khẩn cấp trong phòng tránh thiên tai.